Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng có mặt tại một trang trại trồng dưa lưới theo công nghệ cao ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Và để có thể có được những quả dưa lưới và với bề ngoài rất là bắt mắt cũng như là chất lượng thơm ngon và giòn ngọt thì chủ doanh nghiệp sẽ có những chia sẻ và tâm huyết như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Vậy là quý vị và các bạn đang gặp gỡ nhân vật kỳ này của chúng ta, anh Trần Phong Lan, người từng hoạt động đầu tư trong lĩnh vực tàu biển, nhưng hiện giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hải Âu, Seagull ADC, đơn vị chuyên trách về lĩnh vực hoàn toàn khác biệt là nông nghiệp. Nhưng trước khi trò chuyện trực tiếp với anh Phong Lan, hãy cùng tìm hiểu đôi chút về trang trại dưa lưới mà anh đang sở hữu. Đứng trước cơ hội và thách thức đưa giống dưa lưới giá trị và rất được ưa chuộng về Việt Nam, Seagull ADC đã mạnh dạn đầu tư khu chuyên canh sản xuất dưa lưới Danny Green trên diện tích hơn 4 hectare đất, gồm 11 nhà canh tác, vườn ươm cây con cho sản lượng khoảng 200 tấn mỗi năm. Dưa lưới rất khó trồng trong điều kiện ngoài đồng ruộng, do đặc tính khai vân nứt quả khiến vi khuẩn, nấm bệnh dễ xâm nhập. Seagull ADC sở hữu nhà màng tiên tiến và áp dụng công nghệ điều khiển vi khí hậu, điều chỉnh tự động lượng nước tưới, độ ẩm, nhiệt độ, lượng phân bón của Israel để phát triển sản phẩm dưa lưới chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, an toàn mà không lạm dụng các loại phân bón hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả các khâu chuẩn bị đất, nguồn nước gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và phân phối với một quy trình khắt khe, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người dùng. Hiện tại, các sản phẩm dưa lưới của công ty đạt tiêu chuẩn Global Gap và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập, đủ chuẩn xuất khẩu và đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Danny Green, thành viên của Seagull ADC phân phối độc quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nghệ An. Dưa lưới Danny Green đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng về cấu trúc vân lưới, độ ngọt, mùi thơm nhẹ, trọng lượng tiêu chuẩn từ 1,5 đến 1,8 kg. Không chỉ dừng lại ở những trái dưa lưới Danny Green hoàn hảo được sản xuất tại tỉnh Tây Ninh, Seagull ADC còn phát triển thêm khu nuôi trồng sản phẩm sạch, hướng hữu cơ ở một số địa phương như tỉnh Hậu Giang, Đắk Lắk để mang đến nhiều hơn nữa những sản phẩm nông sản chất lượng được sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại, phục vụ bữa ăn an toàn cho người dân, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tại cái vườn này thì có vẻ trái nó lớn rồi đúng không anh? Đủ độ thu hoạch chưa anh Lan? Mình đã cắt nước để chuẩn bị thu hoạch rồi đó em. Lịch thu hoạch là ngày mai là các bạn sẽ thu hoạch cái vườn này. Ở đây mình sẽ trồng những loại dưa lưới nào anh? Thì hiện nay là tụi anh đang trồng cái giống này là cái giống chủ đạo của tụi anh. Dạ. Là giống biển hoàng gia, Sea Royal, ruột nó màu cam. Giống này là cái giống mà được tụi anh hoàn thiện cái quy trình trồng nhất và dạ, cũng là cái giống mà được thị trường đánh giá là ngon nhất. Dạ. Ngoài ra thì tụi anh cũng đang phát triển thêm một số cái giống khác để cho nó có cái hương vị khác. Như giống dưa dài dài hơn mà nó có màu xanh đậm hơn bên kia đó. Dạ. Thì mình gọi là biển ngọc bích. Cái ruột nó màu xanh, sản phẩm của anh em sẽ thấy bắt đầu bằng chữ biển tại vì anh là người bắt đầu từ biển. Để có thể khảo nghiệm thành công cái giống dưa lưới và trồng tại Việt Nam cũng như là mình có thể thương mại hóa sản phẩm thì chắc là đó là một cái hành trình rất là khó khăn ha. Thật sự thì nó cũng là một cái tiến trình khá là dài. Anh nghĩ tất cả người Việt Nam mình phần lớn xuất thân từ nông dân, trồng được cái cây và khi mình thấy nó lên, nó kết cái trái, nó ra sản phẩm thì rất là cảm thấy rất là hạnh phúc. Không phải là anh biết, anh hiểu biết hết đâu, anh chỉ là tạo môi trường cho các bạn đồng nghiệp của anh và có các bạn kỹ sư chuyên sâu về cái lĩnh vực này. Anh có thể chia sẻ về cái định hướng là mình sẽ sản xuất sạch ngay từ ban đầu. Anh thấy là cái sản phẩm của người Việt Nam mình hiện nay, em nghe nói về cái chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm rồi các cái sử dụng hóa chất độc hại nhiều và lạm dụng các cái thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Thì tụi anh với cái niềm tin rằng là người Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình sẽ phải làm được và đủ khả năng làm được thì anh đang góp phần để mà anh chứng minh điều đó thôi. Và anh nghĩ là đây là cái sản phẩm sạch, trước hết là cho gia đình anh, bạn bè anh ăn, mở rộng ra là thị trường để mọi người cùng có thể hưởng được cái sản phẩm sạch. Quản lý cái việc mà làm sao để mà cái trang trại của mình nó sẽ phát triển theo hướng hữu cơ. Cái mà có thể cảm được nhận ngay bây giờ đó là cái sức nóng. Dưa này thì nó thích hợp với cái khí hậu nóng, nó cần phải nắng nhiều. Và nhiệt độ ở đây nhiều khi nó lên tới hơn 40 độ C. Khi mà em bước vào cái nhà này thì phải qua một cái nhà cách ly đúng không? Còn phải thay đồ rồi lại thay dép nữa, cũng rất là kỹ. Thật sự là cái môi trường của Việt Nam mình là môi trường ẩm, rất là dễ cho các cái nấm, các cái vi khuẩn, ví dụ như bọ xích, bọ chỉ, nhện đỏ phát triển. Kỹ sư của anh đã căng đầu ra để mà
tìm cách tiêu diệt nó mà không phải sử dụng các chất hóa chất, đảm bảo cái hướng hữu cơ của mình. Mình làm theo hướng hữu cơ như vậy thì chắc là cái giá thành nó cũng sẽ phải cao, và làm sao để mình cạnh tranh với những cái sản phẩm trên thị trường hả? Sản phẩm này như em thấy là mỗi cây dưa chúng ta chỉ trồng một trái thôi, và công để mà các bạn chăm sóc cũng như chi phí đầu tư vào một cái nhà màng này, nhà màng thật sự là nó là cái phương tiện bảo vệ cho cây dưa, nhưng nó không phải bảo vệ hoàn toàn, mà trong cái quá trình đó nó còn phải chăm chút rất là tỉ mẩn, từ khi cái cây nhỏ ươm ra cho tới nuôi cái cây lớn này sau 75 ngày và để thu hoạch dài. Thì giá thành để một trái dưa nó hiện nay đối với tụi anh nó khá là cao, tầm khoảng gần 200.000, trong khi thị trường thì không bán được tầm giá đó. Đa số là cái sản phẩm và trái cây hoặc là nông sản của mình nó hay bị cái tình trạng là chỉ là sản xuất những cái sản phẩm mà nó ở dạng cấp thấp anh, và những cái phân khúc cao cấp thì đa số là của doanh nghiệp nước ngoài hoặc là hàng nhập khẩu vào á. Thì anh Lan nghĩ như thế nào về những cái vấn đề mà Việt Nam đang gặp? Thì anh nói cụ thể như trái dưa của anh đi, nếu mà em nhập khẩu một trái dưa này từ Nhật về thì em thấy các siêu thị hoặc các cái cửa hàng trái cây cao cấp họ sẽ bán với tầm giá gần 1 triệu đồng trái, khá là cao. Thì hỏi bao nhiêu người Việt Nam mình có thể tiếp cận được cái sản phẩm? Dù sản phẩm này thì ai cũng biết là nó lợi ích về sức khỏe rất là nhiều. Một trong những cái mà anh cố gắng làm thì anh đưa trái dưa với cái sản phẩm chất lượng tương đương với cái sản phẩm nhập khẩu, mà giá thành tụi anh đang cố gắng để duy trì ở cái mức là trên dưới 200.000 thôi. Thì cái lượng mà người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận được một cái sản phẩm bổ dưỡng, những sản phẩm chất lượng. Khi mà mình làm theo hướng hữu cơ cũng như là chăm sóc rất là tỉ mỉ như vậy thì cái thành phẩm dưa lưới của mình nó sẽ như thế nào anh? Anh mời em có thể thử trái dưa lưới của anh ngay tại đây thì tự em sẽ trả lời câu hỏi của em. À, tức là mình có thể thử ngay tại vườn luôn anh? Dạ. Em có thể thử ngay tại vườn. Wow, đẹp quá. Thì trái dưa hiện nay mình cắt ngang tại vườn đó, thì thực sự trái dưa nó chưa đạt tới đủ cái độ ngon của nó đâu. Sau khi mình thu hoạch thì trái dưa sẽ đạt cái độ ngon nhất thì sau cái ngày thu hoạch khoảng 3 ngày. Với cái cách mà mình thưởng thức tại vườn dân dã như vậy thì gọi là có 1 không 2. Thì em cái trải nghiệm đáng nhớ. Coi nó có khác cái phần của em đã dùng không? Anh đoán độ ngọt của trái dưa này của anh tầm khoảng 14. Cái độ ngọt mà chuẩn để mà ra thị trường là bao nhiêu là vừa anh? À, tầm 13, 14. Ăn vào thì cảm thấy nó mát lắm anh, thấy nó thơm và nó rất là ngọt. Rồi anh cảm ơn em. Thì cái này là do giống hay là như thế nào? Cái này là do, một phần là do giống. Một phần lớn chủ yếu là do kỹ thuật trồng và kỹ thuật chăm sóc. Thường thì mình ăn trái dưa mình bỏ cái phần xanh này đi, nhưng thật sự cái phần xanh này của trái dưa mình vẫn có thể sử dụng được. Dùng để nấu súp thì em gọt bỏ cái phần mỏng này đi, em lấy nguyên cái phần này em rửa đi, nấu khoảng 45 phút ra cái nước đó. Rồi em lấy cái nước đó em bỏ vô tủ lạnh thì nó là một cái nguồn nước mát rất là tốt. Thì cái này là anh chỉ thêm cho khách hàng để mà tận dụng được cái sản phẩm của mình một cách trọn vẹn thôi. Phần vỏ xanh này nó cũng chứa khá là nhiều các cái dưỡng chất về trẻ hóa, về chống ung thư. Trong tương lai thì doanh nghiệp của anh Phong Lan đang có những cái định hướng nào có thể chia sẻ? Anh sẽ cố gắng để mà phát triển cái hoàn thiện cái chuyện trồng dưa lưới này của Việt Nam, trước hết là cho người tiêu dùng Việt Nam, và tiếp tới thì có thể là tụi anh sẽ xuất khẩu ra, quay ngược trở lại Nhật, Hàn Quốc. Hiện nay tụi anh cũng có một số đối tác để tiếp cận cái việc đó. Thì thay vì chưa hồi xưa mình nhập khẩu về thì bây giờ mình xuất khẩu, mình làm mình xuất lại mình bán cho. Rất là cảm ơn anh Phong Lan đã có thể mời em đến tham quan cái vườn của mình, cũng như là nghe những cái chia sẻ của anh trong cái việc mà phát triển cái sản phẩm dưa lưới của Việt Nam, và chúc anh thì sẽ sớm đạt được những cái dự định của mình trong tương lai, và đặc biệt rất là cảm ơn cái món dưa mà được ăn ngay tại vườn rất là ngon như vậy. Anh cảm ơn em rất là nhiều.